trong kính quý cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa về tham dự đêm diễn nguyện và văn nghệ mừng Chúa Giáng sinh năm 2019. Giáo xứ Thạnh An đêm nay, thưa toàn thể quý vị, đã hơn 2.000 năm kể từ đêm huyền diệu ấy, từ khi các mục đồng hiền lành của thôn Bethlehem lắng nghe tiếng hát từ trời cao vọng yêu dạt vào trong đêm đông bát ngát. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Đêm nay đất với trời xe chư đông, đêm tình yêu lên ngôi, thiên đàng với trần thế quyện vào nhau, cho những cung đàn yêu thương để tôn vinh con Thiên Chúa làm người. Ánh sáng Chúa Giáng sinh đã thắp lên trong thế giới. Xin kính chúc quý cha, quý tu sĩ nam nữ một đêm Giáng sinh an lành, thánh đức. Xin cảm ơn, kính chào. Một chén phó tay để cảm ơn những lời chúc tốt đẹp mà ông Chán đã dành cho chúng ta. Và để tiếp tục chương trình ngày hôm nay, con xin kính mời quý cha, quý dì, quý thầy, quý ban hội đồng mục vụ giáo xứ và quý thầy cô cùng lên hàng ghế danh dự để cho đêm diễn nguyện hôm nay được phần long trọng ạ. Tiếp theo, con xin kính trân trọng kính mời cha sở có đôi lời huấn từ và tuyên bố khai mạc cho đêm giáng sinh hôm nay. Chúng con trân trọng kính mời cha. Xin kính chào quý ông bà anh chị em, cũng như xin chào tất cả các thiếu nhi rất thân mến. Đêm hôm nay chúng ta có cái dịp ôn lại lịch sử của ơn cứu độ, cũng như nhìn lại quãng đường mà Thiên Chúa đã đến với con người để ở cùng chúng ta. Ước mong rằng mọi người chúng ta tham dự cái đêm diễn nguyện này không phải chỉ để vui, nhưng là để cảm nghiệm được tình thương của Chúa dành cho nhân loại, dành cho mỗi người chúng ta. Vậy giờ đây thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc đêm diễn nguyện Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Oh, Merry Christmas!